chú chó thông minh biết rũ mền trước khi đi ngủ. Đem gói vô đây ngủ nào. Đi. Rồi, đem vô phòng đi chó. Rồi, thế. Vũ mền đi với Lan. Vũ cái mền đi, cái mền dơ đó. Con vũ cái mền cho nó sạch sạch tí đi. Rồi, vũ mền. Nếu ai thắc mắc một chú chó có thể thông minh đến mức nào thì chiếc clip này sẽ giải đáp cho bạn. Đây là Leo, bé là dòng chó lạp xưởng, nhưng thân hình lại hơi mập mạp so với cho phép. Đổi lại. Đem mền xích ra đây nè Vũ, để cho nó mũi nó rớt ngoài này, hiểu không? À, rồi Vũ sẽ sạch cái mền sao? Vậy đó hả? Rồi đó, ôi giỏi dữ rồi ta. Sạch chưa? Sạch chưa? Chưa sạch thì con Vũ lại cho tới khi nào sạch thì thôi. Mà sạch rồi bé Leo đem vô phòng đi. Đi đi. Bé vô cùng thông minh và hiểu chuyện, làm gì cũng xin phép mẹ, nghe lời mẹ một phép. Dù bé là con trai nhưng lại rất thích màu hồng, muốn mang gối hồng vào ngủ cùng cũng phải ngước lên như hỏi ý kiến mẹ. Rồi, giỏi quá, mền sạch rồi đem vô phòng nha mấy bạn nha. Leo chỉ mấy bạn cách sẵn giường trước khi đi ngủ đó. Đem mền ra ngoài, vũ cho sạch, sạch xong rồi mình đem trở vô nha. Đây là anh Leo sau khi vũ mền vũ gối xong nè, nằm cái gối xanh ngủ. Ngủ rồi phải nằm gối đồ đàng hoàng nha. Trước khi ngủ là nhớ rồi vũ mền vũ gối rồi nha mấy bạn. Leo nó chỉ tận tình vậy luôn rồi đó. Mẹ cho thì mới ngoạm lấy gối lưỡng thứ mang vào phòng. Trước khi đi ngủ, bé còn có thủ tục rũ cả mền cho sạch sẽ. Thấy bên trong phòng chật quá, Leo thúi còn biết mang chăn ra ngoài để rũ. Miệng giữ chăn rồi lắc lắc cái đầu cho bụi rớt ra ngoài. Thấy mẹ bảo sạch rồi, bé mới mang chăn vào trong phòng, sửa soạn chuẩn bị đi ngủ. Thiếu điều không biết nói chuyện thôi chứ Leo thúi cái gì cũng hiểu hết đó. Xem nếu thấy hay cho mình xin nút bấm like và đăng ký kênh nhé.